Chị có đi chung với người nhà không? Dạ không ạ. Có gì không bác sĩ? Trong trường hợp này nên nói chuyện với người nhà. Theo kết quả CT, khối u của chị nằm trên dây thần kinh, bao bọc bởi các dây thần kinh, vị trí gần như không thể phẫu thuật. Đây là một ca rất hiếm gặp. Chưa kể, bệnh của chị phát hiện quá trễ. Chuyện duy nhất chúng tôi có thể làm là kê đơn thuốc giảm đau, giúp chị giảm các cơn đau đớn. Cái phòng của con á, chắc là phải sửa trước khi lấy vợ. Không cần phải sửa phòng cho con đâu ba mẹ à. Không cần phải sửa xa gì hết á. Tụi con tính là cưới xong á, tụi con sẽ dọn ra ở riêng. Con nói gì? Tại tụi con muốn thoải mái, với lại đỡ làm phiền ba mẹ. Nó nói cũng đúng á. Vợ chồng son mà, ở riêng là đúng rồi, khỏi bị ai nói ra nói vô, rồi nhắc nhắc nhở nhở phiền phức. Trước giờ mẹ cũng chăm sóc con chu đáo, vất vả cho mẹ quá. Bây giờ mà vợ con về đây ở cùng nữa, rồi mẹ chăm thêm vợ con càng vất vả hơn. Con thấy vậy cũng không nên đâu. Thôi trời, nói chung là tụi con không cần phải giải thích gì hết, mẹ hiểu mà. Tụi con đi ra ngoài hết đi, để ở riêng hết đi, mẹ đỡ cực. Con hiểu không? Khỏe. Dạ. Chứ con thấy đêm nào mẹ cũng thức khuya mẹ hầm xương á, để mẹ làm mấy món ăn sáng, cực cho mẹ quá. Đó, sau này mẹ cho ăn nhanh nhanh gì nè, đỡ vất vả. Sao vậy? Con lấy nước cho mẹ nha. Cái thằng vô ơn. Ai? Cái thằng Đại trong nhà này chứ ai. Anh Đại á, mới đây thôi còn rối rít à. Cảm ơn, cảm phải à, là đã cho làm đám cưới. Vậy mà bây giờ nói đi là đi nước luôn à. Mà thôi đi, không cần nói tới nó nữa. Cái thằng đó, cái thằng vô tâm, cái thằng thờ ơ với mọi chuyện đó, không có trông chờ gì nó được hết á. Mẹ ơi mẹ, xong chưa mẹ? Mẹ ơi, mẹ làm xong chưa mẹ? Mẹ có sao không? Sao mẹ ngồi đây? Ừ, mẹ tính lau cái sàn, con biết không? Sàn nó bụi quá trời bụi luôn vậy đó con. Mẹ có chắc là mẹ không sao không? Sao con thấy mẹ mệt quá vậy? Thì làm việc phải mệt chứ sao? Để con phụ mẹ cho. Không cần, không cần. Đi lên đi. Mẹ làm mình được rồi, xíu mẹ lên liền. Đi, đi lên đi, nhanh. Dạ, vậy mẹ làm nhanh rồi ra ăn với mọi người nha mẹ. Con đợi mẹ. Ừ. Mẹ nói là mình ăn trước đi, mẹ chưa có làm xong. Sao con không ở lại con phụ với mẹ làm cho nó nhanh? Mẹ nói với con là mẹ muốn làm một mình. Bà, theo con thấy á, là mẹ còn buồn chuyện của anh hai á. Em nè. Ồ, mình hả? Sao mấy nay thấy em có vẻ mệt mỏi quá vậy? Có làm sao không? Đâu có làm sao, trời ơi. Thì cũng ngày mệt, ngày khỏe chứ không lẽ khỏe hoài. Người chứ bộ trâu bò sao mà khỏe hoài. Trời đất ơi, cũng nói như vậy à. Có nóng không? Có sốt không đó? Không, đâu bị gì đâu. Không có sao đâu mà. Rồi sao khó thở dữ vậy trời? Mà sao cái ông bác sĩ tự nhiên kêu mình đi khám tổng quát là sao? Kỳ trước thì khó thở vậy, đi khám thì cũng thấy bình thường chứ đâu có gì đâu. Thực ra là tụi con đã đi coi nhà rồi, cũng tìm được căn ưng ý rồi. Nhưng mà vấn đề là bé An nó muốn sống cùng với bà ngoại, còn Linh á thì phải sống cùng với bé An mới chịu được. Cho nên là con suy nghĩ kỹ rồi. Con thấy là con qua nhà ở cùng với bên đó là phương án tốt nhất đó mẹ. Có cái lý do vậy thôi mà con ở rể rồi hả? Ở rể gì ba? Ba nói chuyện khó nghe quá à. Thực ra là con hoàn toàn có thể dọn ra ở riêng.
Nhưng mà vì hoàn cảnh như vậy đó thì mình làm cách tốt nhất để tất cả mọi người đều vui được thôi. Ba không biết nha. Mẹ, chắc mẹ cũng hiểu chuyện cho con mà đúng không? Mẹ cho con... Con có biết là con càng ngày con càng quá đáng không? Con lướt đằng chân, con dâng lên đằng đầu. Cái chuyện mà mẹ cho con ra riêng á là đã quá đáng lắm rồi. Thôi em. Bây giờ bữa nay con về đây con nói với mẹ là con ở rể là sao? Thôi em, thôi. Bộ con không nghĩ tới cảm xúc của ba mẹ hả? Nếu như bây giờ mẹ không cho, con sẽ nói là mẹ là người xấu tính, mẹ là người ích kỷ đúng không? Thôi em, thôi em. Con có biết là những cái suy nghĩ của con như vậy làm cho ba mẹ rất là tổn thương. Hôm trước là con có nói với ba mẹ là cái chuyện con ra ở riêng rồi mà. Cái hôm đó là con chỉ có thông báo là con ra ở riêng thôi, chứ con không có hỏi ý ba mẹ có đồng ý cho con đi ở rể hay không. Mà bây giờ á, ba mẹ có không đồng ý cho con đi ở rể thì con cũng làm theo ý của con thôi. Con đi về bên kia ở đi. Con cứ làm cái gì mà con muốn. Thôi em, thôi. Con cố gắng nha. Con làm rể ngoan, con làm chồng tốt, con cố gắng nuôi con người ta cho tử tế. Đi đi. Thôi em, thôi. Ba mẹ không cần một đứa nào báo hiếu mà mẹ hết. Em ơi, thôi mà, thôi. Con đi về bên đó đi, đi liền đi. Thôi mà, thôi em. Đóng cửa phòng lại cho ba. Thôi mà, thôi. Thôi. Chị có đi chung với người nhà không? Dạ không ạ. Có gì không bác sĩ? Trong trường hợp này nên nói chuyện với người nhà. Theo kết quả CT, khối u của chị nằm trên dây thần kinh, bao bọc bởi các dây thần kinh. Vị trí gần như không thể phẫu thuật. Đây là một ca rất hiếm gặp. Chưa kể, bệnh của chị phát hiện quá trễ. Chuyện duy nhất chúng tôi có thể làm là kê đơn thuốc giảm đau, giúp chị giảm các cơn đau đớn. Tại sao lại là tôi chứ? Mẹ ơi, con chưa có muốn đi đâu mẹ. Con muốn nấu lẩu cho ba con mấy đứa nhỏ ăn. Mẹ đừng có bắt con đi cái mẹ. Giấc mơ của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.